Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabinet Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Từ miền Nam Cali, Lê Thái xin gửi lời chào đặc biệt đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Phát hình live trên băng tầng 56.10, 16.11 trên trang nhà Lido Sài TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay là ngày thứ năm ngày 12 tây tháng 1 năm 2023 để mở đầu là phần tin Việt Nam và tin thế giới với những tin đáng chú ý sau đây. Nguyên chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng bị kỷ luật. Vụ tin đồn nữ sinh bị xâm hại tình dục, sinh viên quay clip xin lỗi. Cuộn giấy một tấn đè trúng ô tô trên cao tốc. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kết thúc quý vị, nguyên chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng đã bị đề nghị kỷ luật Ủy ban kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm ngày 12 tháng 1 thông cáo cho biết đã đề nghị ban bí thư xem xét kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng 64 tuổi, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, ủy viên Trung ương Đảng hai khóa liên tục 11 và 12. Ông từng làm chủ tịch Ủy ban nhân dân, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, ông giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Sau đó về nghỉ chế độ. Bản tin không cho biết ông chủ nhiệm văn phòng chính phủ này bị cho là nghỉ chế độ từ lúc nào. Chỉ biết rằng trong giai đoạn chống dịch covid-19 ở Việt Nam, ông Mai Tiến Dũng này cũng có nhiều câu phát biểu dữ dội và đụng độ với ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam lúc đó đang theo kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược liên quan đến các phát biểu về khống chế dịch Covid-19. Vụ tin đồn nữ sinh bị xâm hại tình dục, sinh viên đã quay clip xin lỗi. Vì sơ suất của em mà clip đã bị cắt ghép, đẩy đi quá xa, em thật sự xin lỗi. Đây là câu nói của nữ sinh quay clip lên tiếng sau những chuyện ồn ào xảy ra. Chiều ngày 12 tháng 1 vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ Tinh học thành phố Hồ Chí Minh và Trường Quân sự Quân khu 7 đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm thông tin chi tiết về tình đồn hai nữ sinh viên trường Hấp Lích bị xâm hại tình dục khi đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, dẫn đến nhảy lầu tự tử, tử. Trước đó, vào tối ngày 11 tháng 1, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin, trong thời điểm sinh viên trường Hấp Lích học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường quân sự quân khu 7 ở quận 2, thành phố Sài Gòn. Có hai sinh viên nữ đã bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay trong trung tâm này. Sau đó, hai sinh viên nữ này đã nhảy lầu tự tử khiến một người chết và một người bị liệt. Kèm theo thông tin là hai clip, trong đó có một clip có tiếng la hét thất thanh của một người nữ. Clip khác diễn tả cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong trung tâm. Theo thông tin lan truyền, hai clip này đều liên quan đến chuyện hai nữ sinh trường Hấp bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, sự thật được các bên có liên quan tường trình rằng vào tối ngày 10 tháng 1 tại một phòng của nữ sinh viên có xảy ra chuyện mất tiền của một bạn. nghi ngờ thủ phạm là một bạn sinh viên tên là H. Các bạn nữ khác cố gắng gặng hỏi nhưng nữ sinh H không nói gì mà xô cửa chạy ra ngoài, khóc lóc và bị kích động tâm lý cán bộ đại hội đội ở tầng trệt khi nghe tiếng la hét đã chạy lên và đưa em này xuống làm việc. Sau khi nắm diễn biến của vụ việc này thì nhà trường mới mời phụ huynh của em H lên để đưa em về nhà chăm sóc. Trong quá trình H la hét, có một nữ sinh ở tòa nhà đối diện dùng điện thoại à, dùng điện thoại thưa quý vị quay lại cái diễn tiếng nói trên và hai nữ sinh là nhân chứng cũng là người quay clip cũng có mặt tại cuộc gặp gỡ báo chí và cho rằng chỉ chia sẻ clip chứ không có ý gì nhưng clip đã bị cắt ghép bị đặt trên mạng xã hội. Cuộn giấy một tấn đè trúng ô tô trên đường cao tốc. Một chiếc xe hơi 4 chỗ đã bị một cuộn giấy nặng khoảng 1 tấn rơi từ xe container đè trúng khiến ba người trên bị thương và trên đường cao tốc giữa Sài Gòn và Trung Lương, gây kẹt xe kéo dài vào chiều ngày hôm qua. Sự việc diễn ra vào khoảng gần 2 giờ chiều, một xe container kéo theo rơ móc chở nhiều cuộn giấy chạy trên cao tốc hướng về Sài Gòn khi đến xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An của quận của Long An thưa quý vị. Năm cuộn giấy khổ lớn bất ngờ văng ra khỏi xe container và một cuộn rơi trúng phần đầu của ô tô 4 chỗ đang chạy phía sau khiến phần cabo xe dính gió và vỡ kính. Ba người trên ô tô đã bị thương được đưa đi cấp cứu và sự việc cũng khiến cao tốc Sài Gòn Trung Lương tắc nghẽn khoảng 5 km. Đường cao tốc này dài gần 62 km, được sử dụng từ năm 2010. Vào đầu năm 2019, Cao tốc dừng thu phí có khoảng 40.000 cho đến 50.000 lượt xe mỗi ngày, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Trung bình khoảng hơn 4 ngày lại có một vụ tai nạn trên con đường này. Công ty thần dược giả đóng cửa sau khi bị báo chí lật tẩy. Sau lạc điều tra lật tẩy thần dược giả, trụ sở công ty cổ phần dược phẩm quốc tế là Hebotech ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã phải đóng cửa và bên trong không một bóng người ghi nhận của báo tuổi trẻ online ngày 11 và ngày 12 tháng 1 vừa qua. Trụ sở hoạt động của công ty HeproTech đóng cửa kín và không còn cảnh tấp nập cả trăm nhân viên chốt đơn chăm sóc người bệnh như thời điểm tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Từ ngày 3 cho đến ngày 6 của tháng 1 năm 2023, báo tuổi trẻ đã đăng tải hàng loạt bài phóng sự điều tra, phản ánh, thông tin tất cả các hoạt động thổi phòng tác dụng của các loại thần dược giả ở Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Nội. Tất cả đều dẫn đến một địa chỉ, và đó là công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Herotech. Giám đốc công ty này là ông Phạm Quốc Khánh, năm nay 28 tuổi, ở Ninh Bình. Và theo hồ sơ, sau khi thành lập vào tháng 5 năm 2020, công ty Herotech liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại SNN của Việt Nam và nhiều công ty khác mới lập, quy tụ cả trăm nhân viên chuyên đóng vai thầy thuốc, nhân viên tư vấn, chốt đơn, chăm sóc người bệnh. Hoạt động theo các nhóm với tên ký hiệu không chỉ là bán thuốc dọm trục lợi, các nhóm này còn dọa nạt và dùng đủ mọi chiêu trò không có thật như là giới thiệu liên kết với bộ y tế, tặng tiền, sổ bảo hiểm vân vân để móc túi người bệnh. Quý vị vừa theo dõi xong phần tin Việt Nam và sau đây Lê Thái xin phép được gửi đến phần tin quốc tế. Cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ được trả tự do khỏi sự giam giữ của Nga. Một cựu chiến binh hải quân của Mỹ đã bị giam giữ ở Nga gần một năm nay đã được trả tự do hôm ngày thứ Năm vừa qua. Người phát ngôn của gia đình ông đã nói với đài CNN rằng, sau nhiều tháng đàm phán do cựu thống đốc bang là New Mexico Bill Richardson dẫn đầu, Taylor Dudley, 35 tuổi, ở Lansing, Michigan, đã bị cảnh sát tuần tra biên giới Nga bắt giữ vào tháng 4 năm 2022. Sau khi đi từ Ba Lan vào Kaliningrad, một vùng lãnh thổ tách biệt của Nga là lãnh thổ do Moscow quản lý nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Anh Dudley đang ở Ba Lan để tham dự một lễ hội âm nhạc và không rõ tại sao anh ấy lại vượt biên sang Nga. Việc giam giữ Dudley điều mà chính phủ Hoa Kỳ không coi là sai trái hoặc dựa trên các động cơ độc đoán và phân biệt đối xử đã không được công bố rộng rãi trước ngày thứ Năm vì gia đình muốn các cuộc đàm phán phải được giữ kín. Người phát ngôn của gia đình là Jonathan Frank nói rằng trung tâm của Richardson tham gia toàn cầu và một tổ chức phi lợi nhuận do Richardson thành lập đã dẫn đầu các cuộc đàm phán. Cựu thống đốc và nhà ngoại giao từ lâu đã làm việc để trả tự do cho những người Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài và trung tâm của ông đã đóng một vai trò trong việc bảo đảm việc trả tự do cho Trevor Reed, một công dân của Hoa Kỳ và là cựu thủy quân lục chiến, đã bị giam giữ sai trái ở Nga vào mùa hè năm ngoái và cũng trong phần tin ở nga và ukraine thưa quý vị vùng soleda của ukraine tiếp tục giao tranh dữ dội tổng thống ukraine à, là ông volodymyr zelensky một lần nữa bác bỏ tuyên bố của nga rằng họ đã bao vây và chiếm thị trấn khai thác muối là soleda ở donetsk và nói rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trấn vẫn đang tiếp diễn tổng thống zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm cuộc chiến vẫn tiếp tục và hướng donetsk đang cầm cự Chúng tôi đang làm mọi thứ và không ngừng nghỉ dù chỉ một ngày để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Có những báo cáo khó hiểu ngày hôm qua về việc liệu lực lượng của Nga và tập đoàn Wagner, một công ty quân sự tư nhân của Nga, có nắm quyền kiểm soát Soledad hay không, sau khi người đứng đầu tập đoàn Wagner tuyên bố hôm ngày thứ Ba rằng lực lượng của ông đã chiếm được thị trấn và tuy nhiên Điện Kremlin cho biết hôm ngày thứ Tư rằng các phóng viên nên chờ tuyên bố từ Bộ Quốc phòng về tình trạng của Soleda. Sau đó, thì Bộ cho biết các đơn vị đổ bộ đường thông tin nhuệ của họ đã bao vây Soleda từ phía Bắc và phía Nam và rằng các đội xung kích đang chiến đấu ở trung tâm thị trấn. Bản cập nhật từ Bộ Quốc phòng của Nga được các nhà phân tích coi như là một nỗ lực của quân đội Nga, điều mà Brigolin đã chỉ trích nhằm khẳng định quyền lực của mình đối với À, với đối với các nhà lãnh đạo đã làm suy yếu tập đoàn Wagner. Cảnh sát bị thiêu chết giữa biểu tình bất ổn ở Peru. Kính thúc quý vị, một cảnh sát đang tuần tra đã bị những người biểu tình tấn công và thiêu chết ở vùng Muno của Peru khi số người chết trong các vụ biểu tình sau vụ lật đổ cựu tổng thống là Pedro Castillo đã tăng lên 47. Cảnh sát xấu số tên là Jose Luis Sanco Quipi, 29 tuổi, đang tuần tra cùng một đồng nghiệp ở Lulianca, một thành phố gần biên giới với Bolivia và hồ Titicaca vào tối ngày thứ hai, thì họ đã bị một đám đông tấn công và sau đó thì phóng hỏa đốt xe của họ. Cảnh sát cho biết những người cảnh sát này đã bị giam giữ và bị tấn công bởi khoảng 350 người biểu tình. Ông Willa được đưa đến bệnh viện ở Lima với nhiều vết thương ở đầu sau khi bị đánh, nhưng người đồng nghiệp là Quipi đã bị giết chết. Thủ tướng Alberto Otarola đã xác nhận cái chết của Sanko trong một phiên họp của Quốc hội và nói rằng những người này đã bị người biểu tình tấn công. Thủ tướng đã công bố lệnh giới nghiêm 3 ngày từ ngày 8 giờ tối cho đến 4 giờ sáng ở Buno, ở Buenos vào một ngày để tang cho những người đã khuất vào ngày thứ tư. Đánh bom tự sát chết người bên ngoài một Ngoại giao ở Afghanistan một vụ đánh bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao ở Afghanistan, ở thủ đô Kabul, đã gây thương vong nặng nề. Cảnh sát cho biết ít nhất là 5 thường dân đã bị thiệt mạng, nhưng một viên chức Taliban khác đưa ra con số lên tới là 20. Chi nhánh địa phương của nhóm nhà nước Hồi giáo được gọi là Isaac K. tuyên bố họ đã thực hiện vụ tấn công nói trên, xuất hiện sau các vụ nổ gần đây nhắm vào các quốc gia nước ngoài. Một số quốc gia bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc có tòa đại sứ trong khu vực, Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương khi kẻ đánh bom cố gắng ngưng không vào được tòa nhà của Bộ Ngoại giao. James Karimi, một tài xế đang đợi bên ngoài bộ cho biết, ông nhìn thấy người đàn ông cho nổ tung mình. Tòa nhà không bị hư hại nặng và tại Bộ Nội vụ gần đó các cửa sổ cũng đã bị vỡ vụn do vụ nổ nói trên. Các báo cáo trước đó cho rằng một phái đoàn Trung Quốc sẽ hội đàm với các quan chức ở Afghanistan bên trong tòa nhà Bộ Ngoại giao vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Khi được hỏi về vụ tấn công, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết, Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bày tỏ hy vọng rằng chính phủ của Afghanistan có thể bảo vệ công dân từ tất cả các nước, kể cả công dân của Trung Quốc. Đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, kết thưa quý vị. Nhóm nhân quyền kêu gọi Chủ tịch ASEAN Indonesia hành động với Miếng Điện. Một nhóm nhân quyền hôm ngày thứ Năm kêu gọi Indonesia đẩy mạnh và hành động đối với cuộc khủng hoảng Miến Điện, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm 2023. Elan Bison, Giám đốc bang châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết, tại một cuộc họp báo hôm ngày thứ Năm, đây là cơ hội để Indonesia bước lên. Chúng tôi thấy Indonesia mong muốn một vai trò lớn trong các vấn đề về thế giới và chủ trì thành công G20 vào năm ngoái và năm nay chúng tôi kêu gọi Indonesia đã sử dụng vai trò chủ tịch ASEAN một cách hiệu quả để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Miến Điện. Trong báo cáo thế giới thường niên của mình, tổ chức theo dõi nhân quyền cũng bày tỏ quan ngại về giao tranh gia tăng giữa quân đội Miến Điện và nhóm vũ trang sắc tộc quân đội Arakan ở bang Rakhine đã tràn qua biên giới mà tổ chức này cho rằng sẽ gây nguy hiểm cho người tị nạn ở Rohingya và thường dân ở Bangladesh. Nhiều người Rohingya trong nhiều năm qua đã trốn sang các quốc gia láng giềng như là Thái Lan và Bangladesh, cũng như là Malaysia và Indonesia với đa số dân theo đạo Hồi giáo. Gần một triệu người Rohingya sống trong điều kiện đông đúc ở Bangladesh, bao gồm nhiều người trong số hàng trăm nghìn người đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp chết người vào năm 2017 của quân đội Miến Điện, vốn phủ nhận việc phạm tội ác chống lại loài người. Quý vị vừa theo dõi xong phần tin Việt Nam Giải Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại. Bảo trợ cho đây.